À, còn trẻ quá, về không có ai trong hộ, không có ai anh em gần với nhau đấy, không biết còn ngủ, Cái này không là ở cùng phòng cái sinh này cùng là nhau thế này. cái tiền ăn của nó ở ngoài kia, nếu không ăn ấy thì người ta sẽ trả lại tiền, nhưng mà nó học ở trong này chắc không được, chế độ bây giờ nó phải cho nó Thế học. là học trên kia, thế là mình cái số tiền mình nộp phí như các thằng lên thì mình ra nộp cái nào mình nộp thế rồi đấy. Còn Nhưng mà không được tiền thì mà bây giờ nó không đang tiêu chảy à? đang đau bụng đó. Thế là hết hết đau bụng thì vẫn cho nó ra ngoài kia học Có chứ. chứ. Đang đang đi đâu? Đang ở Nương, đang từ sáng nay đang đi chợ đi cùng thằng anh thằng Bảo ở Nương, ở trong An Nương. Thế thì ngày mai kêu nó Mình khỏi vẫn thì cho nó học nhé. chưa chưa khỏe đỡ tiêu chảy là mình chưa đến Vì đại học. nếu mà mình không 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 đi học thì nó vừa không biết mà lại không không được chế độ nữa đâu. Nó thì ra ngoài kia học thì nó sẽ có chế độ ngay mà. Tại học Có mà. học ở trong này thì không có thôi. Còn ra ngoài trung tâm học thì có chế độ Thế là ăn tiền thì uống. ra trước rồi, nghĩa là người còn trẻ quá là còn bé là béo quá là từ lúc trẻ là không như về nhà thì không chạy được, không về đợi được kịp của họ đấy thì mình không muốn cho về Nhà đây đây à? ở nhà đấy. Còn có thằng nào đi học ở ngoài này thì ngoài ấy nào bùng không? Ở đây á, Lớp ở trong nhà đây. trong nhà không có rồi, đi thăm bóng thôi, Với không bố đi có à? mới báo báo với thằng trường ấy. Trường nó đang học ngoài này bùng à? Lớp mấy? Đúng một lớp chứ. Học em nó à? Em bấu à? Em hay là chị hay là anh nó? Anh chứ. À. Ừ, già hú bơ rồi vô đi. A cha. Ôi em kia ăn A hết cha cao hú. mồm rồi thoát thế. A cha chưa chưa nghĩa có là chưa là trường cha là chưa con sống của chưa biết em là năm cậu. bác. Ừ, báo là của Trường anh trường Đăng. là con à? Trường là bố của là chưa đấy mà. Trường Thằng chị thằng chị đấy đi làm rồi, chị đi làm cái ở nhà đấy. thằng đó thằng đi làm chứ. bên này ba Hải là bốn, lên năm, tháng nào ra bên này năm học sinh. À nhá. Thế giờ năm hết là khu này rồi đấy nhỉ. Hai mươi mấy người sang rầu áo to to kia hai bảy. Nếu mà nhà trường có yêu cầu thì vậy làm cái lớp ma giáo ở trên này cho nó đơn giản là các con nó đi lại. Báo giáo nó không đủ. Cái gì không đủ? Đây này, lớp này làm Ai ma giáo là xây nhà nhờ đấy. rồi? Có một nhà hai ba đứa thì đủ đấy. Đủ. Cái xóm này là đủ. Chứ còn Thế chưa thì thế cái nhà phải vận kia động anh em đẻ thêm nhiều vào. thì đang đẻ cơ Đây mà. này không Đang đi đẻ tin thêm đâu nữa mà. nữa anh hả? À. Không đi đâu nữa, Không đi đâu đi được. tìm cháu chết đen đi. Cháu chết con đường thì đâu có mua đâu. Giáo nói phiết đấy. Nó thối quá thì làm sao mua được nữa. Có cái thì vừa chết cái không thối đâu. Nhưng rẻ tí chứ đắt quá sẽ Mà ăn không ngon làm đâu. gì phải đấu con ngon, phải đấu con giá một tí, Tìm không thối thì trâu chết về lại bán đắt à? phải Cái này chở cái gì đấy? chở đá, Đất à? Chở đá, đá, đá. Xuống suối kia lấy à? phải xa đấy, phải từ ra khoảng tiếng đồng hồ đấy. Là Đi bộ gì? Đi bộ hết, này, đi qua cái bạn cái huyện sang kia mà. đi bộ hết tiếng. Mấy bộ hơn hơn tiếng nữa mà. Hay là dựa bằng Bên tiếng trên này qua. còn có nhà nào không? Có nên là nhà ở lán thôi, không phải nhà bạn. À, lán ở trên nương gì? Lán trên em thôi. Từ đây ra mốc có sao không anh? Đâu? Mốc 51 thì từ trên kia tới đấy. Hay luôn hết cái rừng Ngay gỗ cái đồi này hết cái rừng này khoảng là đến rồi à? khoảng 100 mét thôi đấy. À. Hết cái rừng gỗ này là 100 mét đến thôi á? À. Sao đi làm nhà xa thế? Thật ra đâu thích xa thì như lọc cho phép thì đi ở xa bên đất lầu đấy. Làm cho đi ở là xa đấy nhỉ. Lầu thì cho đấy, À. bên này không cho thôi, bên này không cho phép thì lầu thì cho ngay. Lầu đang thiếu thiếu dân, dân đi đến nào cái kia có tái hết. Đây còn nhiều thú rừng chứ. Không còn nhiều đó, tao chết thôi, còn tao chết rồi. Tao đi kìa. Còn trâu chết ở trên này chắc nhiều chứ. Sang bên Lào này chắc nhiều chứ. còn nhiều, bọn là còn nhiều nữa, thầy Đức mới bảo là nó thối quá.